buồn quá muốn gặp anh. Tối nay mình đi nhảy nha. Gặp nhau ở quán Hồng Hoa, ok? À, em à, xin lỗi em nha, anh bận rồi. Em đang có cảm tưởng anh đang tránh mặt em phải không? Gọi cho anh mấy lần, lần nào anh cũng nói bận hết. Em không tin anh đâu. Anh muốn cắt đứt với em phải không? Anh nói thiệt, anh bận thiệt mà. À, vậy nè, bây giờ anh đang có việc. Khi nào rảnh anh gọi lại nha, anh cúp máy nha. Anh xin lỗi, đã để anh chờ lâu. À, bây giờ mình quay lại vấn đề lúc nãy. Cái chuyện mà em nói chuyển hướng làm tự nghĩ ra hay là gì đó? Là ý của em. Tại vì khách sạn của mình không thể nào để cho nó liên tục, để mà lỗ hoài như vậy được. Mình phải tìm cách cứu nó chứ. Anh biết, nhưng mà em nghe anh nói nè. Dù có lỗ nhưng cũng không đến nỗi nào đâu. Đừng có kinh doanh theo kiểu đó, dở lắm. Anh mắc cái gì mà anh phải sợ? Mình có bảo kê mà. Vấn đề không phải là bảo kê, mà anh không thích kinh doanh phi nhân cách, hiểu chưa? Tiền bạc lo là như cách. Tiếp theo đây, bạn Hoài Ninh sẽ tặng cho các bạn một nhạc phẩm do chính bạn sáng tác. Mời các bạn cùng nghe. Xin cho bạn Hoài Ninh một tràng pháo tay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây, Ninh xin hát tặng các bạn một bài hát do chính Ninh sáng tác. Bài hát này, Ninh viết để tặng một cô gái mà mình yêu thương nhất. Và cũng viết từ nỗi đau tình yêu bị từ chối của mình. Dù vậy, Ninh vẫn cầu chúc cô ấy luôn được hạnh phúc trong tình yêu mới. Đó là nội dung của ca khúc Tình Đã Bay Xa. Xin mời quý vị cùng nghe. Đêm dần buông, một mình anh xót xa quanh hiu. Mong gặp em, cùng bên em sánh vai như ngày xưa. Nhưng giờ đây tình mình đã mãi xa phương trời nào, cho lòng anh càng thêm thương nhớ. Sao em vô đi, bỏ lại bao đắng cay cho tình ta. Anh luôn thầm mong rằng em sẽ quay về bên anh. Ôi còn đâu, đâu yêu ta trao cùng nào. Em xa rồi, làm tim anh heo sầu. Còn đâu em ơi, yêu dấu ngày xưa, chỉ còn lại đây với những kỷ niệm. Một mình lang thang cơn mưa buổi chiều, tan nát xót xa lòng anh em ơi. Và em có nhớ cơn mưa chiều nào, anh chung bước trên con đường về. Giờ đây xa vắng em yêu thật rồi, tình đã bay xa. Cô nhớ gửi hàng cho tôi sớm nha. Dạ. Địa chỉ nhà tôi hơi khó tìm đó. Nếu mà không tìm được, kêu họ gọi cho tôi, tôi sẽ ra tới đó. Dạ. Ha. Dạ. Cảm ơn cô. Chị đưa tôi 1 triệu rồi giúp cái chi cho tôi. Chi khoản nào? Cô hỏi chị biết đường đâu mà trả lời. Chị chi tiền nước. Từ sáng giờ tôi gọi mấy lượt nước chị không thấy hả? Nhưng mà mệt quá nhân nhị gì. Cứ bị chi thì chị cứ chi đi. Chị làm như chị là chủ cửa hàng vậy. Nè em,
giờ kêu có mấy ly cà phê à, mà biết chi chịu. Cô An mà hỏi á, chị cũng khó trả lời. Nói thiệt á, thì nói kiếm chuyện. Còn không nói á, thì cô An với Diễm chửi. Mệt quá à, chắc chị nghỉ luôn. Chị nè, bà lúc nào cũng rút tiền vô tội vạ luôn. Nhưng mà cái tiền đó là của má bà chứ của ai. Bởi vậy, con trong nhà phá tiền cũng khó nói. Cô An giữ vậy cũng phải chịu thua. Không lẽ cổ đuổi con cổ. Dạ chào anh Giang. Chào em. Sáng giờ có khách không chị? Có em. À, mấy ngày nay thông chi làm sao? Chị cho tôi mượn mấy thứ thông chi coi. Ủa, tiền tiếp khách chìm lên tới 10 triệu dữ vậy? Chi gì mà chi nhiều như vậy? Thì tiền này là do cô qua trả, chị cũng không biết nữa. Cảm ơn chị. Ừ. Ủa, em mới tới hả? Dạ mới tới. Em nói chuyện với chị một chút được không? Ừ, nói đi. Em đã hết sức tế nhị để nói chuyện riêng với chị, để cho nhân viên nó không nghe và nó còn nể chị. Nhưng chị đừng tưởng là những chuyện chị làm em không biết. Chị ngưng ngay những khoản chi khống lại đi. Nếu không, em sẽ không nể anh chị nữa đâu. Chi khống lúc nào? Mày không có ở đây thường, mày biết cái gì mà nói. Lúc trước, chính miệng má kêu tao chi tiền bồi dưỡng cho tụi nó. Bây giờ mày không cho chi, nghĩa là sao? Không lẽ tao bỏ tiền túi ra bồi dưỡng cho tụi nó? Mày trả lương được bao nhiêu mà mày đòi hỏi đủ thứ? Cái đó là chuyện của chị. Những cái lý do chị đưa ra không thỏa đáng chút nào hết. Chị đừng có để em nói ra những chuyện không hay làm sức mẻ tình chị em mình. Tất cả những chuyện gì xảy ra ở đây em đều biết hết, nên chị không qua mắt được em. Anh. Gì? Mai mốt á, tiền xăng anh coi nói là ít thôi. Hồi trưa thằng Giang nó mới dụ em một tăng nè. Nó nói á, hai vợ chồng mình rút tiền ít thôi, làm quá là nó đuổi luôn hai vợ chồng mình. Lần này nó làm căng lắm đó. Ô, sao mệt em quá em ơi. Mới hù chút xíu đã sợ. Làm gì sợ dữ vậy? Bà già với bà Diễm muốn đuổi tụi mình á, đuổi từ lâu rồi, chứ phải đợi tới bây giờ đâu. Rút bớt lại mấy cái tiền đó, rồi tiền sao xài cho đủ. Còn bà Diễm với bà già một tháng vô mấy trăm triệu, còn mình nhiêu? Tháng rút có mấy chục triệu nhầm nhỏ gì. Anh á, làm không bao nhiêu mà xài tiền như nước vậy đó. Coi sẽ ít lại đi. Mệt rồi nha. Mệt anh quá. 1, 2, 3. 1, 2,